Yasuha mà xếp bài sai còn đấm được nhà các ma mà. Lobby này không đỏ thằng top 1. Thằng top 1 với cái thằng top 2 mà kêu không đỏ. Thằng top 1, thằng top 2 không đỏ đâu. Thằng top 1, top 2 chắc không đỏ đâu. Đen. Thằng top 1, top 2 đen đấy. Thằng top 1 lắc 3, hammer 2, level 8 đen. Đen lắm. Mút vương đâu có mút được bà ám. Mút 7 hắc ám để làm gì mà để mút vương nó mút. Kẹp rai chứ nữa sao mút vương nó mút được. Lee Sin này ngon này. Đầu game có Lee Sin đép dễ. Long tộc cho xin con xét đấy. Đánh long tộc từ bạn 2.1 cái ai. Lâu lâu cho đánh long tộc 2.1 các bạn ơi. Lâu lâu cho cú long tộc 2.1 đấy. Lượm cung này đánh luôn cung thủ này. Cho xin cú long tộc 2.1 à. Dám không? Lạ lên. Không dám rồi, nhìn là biết nhát rồi, không dám rồi. Chơi game mà nhùng, 39 binh này mọi người. 39 binh cũng được. Ui, hai Lee Sin luôn. Từ từ. Tôi đang tính bán. Tôi đang tính ra có cái gì tiền tôi bán để tôi up chết. Nhưng mà hai con Lee luôn. Từ. Hai con Lee Sin. Một con Kennen. Một con Udyr. Take away. Leave it. Rác không à, rác yếu. Bài rác bây giờ không on top nổi. Bạn búp nó lên nhưng bạn vẫn yếu bạn ơi. Búp thì búp chứ vẫn yếu à. Búp như nào thì búp, yếu thì vẫn yếu thôi. Găng ha hay là gậy? Găng đi. Để dàn đánh cung được thì lấy găng. Kennen này. Morgana này. Morgana bỏ vào luôn đi. Morgana ngon. À, muốn đánh long tộc lắm. Nó cứ hai con thôi, nó không ra ba con. Cung săn hắc ám. Sojin mực. Ui, Nautilus 2 luôn à. Ây da. Dám quăng tao đi. Thằng này láo. Mày này à. Xì lâu chết mẹ mày nè. Chết. Mày hả con. Như nào? Như nào? Hồi máu nhiều vào. Hồi máu nhiều vô. Cái gì đây ta? Hình như là long tộc đúng không? Hình như nó là long tộc đấy.
ba chiến binh luôn đi, giữ win, giữ win, úp luôn đi, giữ win đi, 35 tổng 39 binh, giữ win đi, đang win mà. Ô bà mẹ nó nuốt Lee Sin luôn rồi, thua mẹ ơi, win đéo rồi đấy. Này thì win này. Mất cả chi lẫn chài luôn. Mất hết. Cả chi lẫn chài rồi. Hay, ấp chết là thua lời nguyền rồi. Sự dạng phát cần lời nguyền. Đánh cung nhá, đánh tên đánh cung ấy. Đánh cung vá. Thôi lấy ly làm gì, đánh cung. Lấy BF để đánh cung, để cái này cùng cung này. Cái này 2 BF này, cùng cung 2 BF này. Trời ơi, long tộc của mình đấy các bạn ạ, long tộc của mình đấy, các bạn nhìn sợ chưa? Nhìn nể chưa? Kinh chưa? Long tộc châu TV đấy. Trông sợ chưa? Đánh mực lấy Sojin hắc ám là bạn thọt đam lắm nha. Đánh mực mà lấy Sojin hắc ám thọt đam mà. Mực lấy Sojin hắc ám chi ba. Người ta lấy Sojin thường đánh mực người ta lượm găng lượm gậy rồi. Xạo gì? Ôi thật chứ xạo gì? Lấy BF đánh cung chứ. Cung là phải 2 BF cùng cung. Bắn nó mới có đam. Ai thèm xạo mấy ông? Chứ mực Sojin hắc ám thọt đam lắm. Hai cái trứng cút này. Trứng của tôi là toàn trứng cút. Ly nhiều kệ ly bạn ơi. Mình không tín con Lee Sin. Không tín con Lee Sin. Với lại em thử đánh bài cung coi xem như nào. Không lấy BF nuôi sét cũng được này. Bàn tay cũng lý hắc ám này, vô cực này, quyền năng này. Lấy sét đấm cũng được nhỉ. Sét ra nhiều nuôi sét đấm luôn rồi. Toàn dây ra vậy ta. Xét nhiều này. Toàn dây ra vậy. Nước mắt nữa ra. Đồ gì ấy. Đồ gì ấy này. Hai cung này. Bàn tay cung lý hắc ám. Kata. Hai nước mắt vô cực. Rất tinh thần.
ác này này. Thành trứng nhỏ không? Quay Raven không săn huyết kiếm. Tôi thì lại muốn đánh cung. Ai da, mình muốn test bài cung nữa mà. Test bài cung xem có chuẩn bài cung nó là như nào. Bàn tay hắc ám ghép được. Bàn tay hắc ám cung săn đi nhỉ. Hay là cuồng cung. Cuồng cung huyết kiếm à. Không cần, đã bàn tay cung lý hắc ám thì ghép cung săn với vô cực đi. Rồi còn hai cái này thì để làm thú tượng cũng được. Ô Raven kìa. Không được. Không có găng. Bố mày làm 2 BF thật luôn này. Cùng cung 2 BF. Đéo nó nhiều. Đồ này là có đam. Đồ này là đồ có đam. Tí đổi đồ đấy cho Afe là được. Quan trọng là kiếm được 4 cung thôi. Ván này phải đánh bằng Afe á. Không đánh bằng át được đâu. Át ít quá. Tầm này chúng nó át 2 từ lâu rồi. Đồ này là đam nhiều lắm. Đồ này thì không sợ thiếu đam. Anh kiếm con Afe à. Tí mà lên át 2 á. Chắc là đổi đồ có ven, tí bán ven. Hay để át luôn. Mẹ tầm này đánh mà còn chưa lấy được con S2 nữa. Đánh long tộc Siddharth thế. Long tộc củ chuối. Hổ má trưởng phát chết hết luôn. Trưởng phát thứ 3 chết hết luôn.
Tí phải kẹp bí ẩn, bí ổn cho đánh cung thủ bí ẩn. Ui rồi máy hammer này. Thôi cung thủ bí ẩn gấp đi. Kiếm thêm cái BF nữa làm Morgana rất thi thần. Kiếm thêm quả BF nữa làm Morgana rất thi thần nhé. Để cho Morgana lên tăng luôn trên. Ui Raven 2 này. Ván này phép nhiều quá, toàn phép luôn đấy. Bài chúng nó full phép rồi. Cung nữa này. Để làm cung săn cũng được. Cung săn cũng ngon. Rồi add 2 đi. Có đam rồi đấy. Khỏi đổ đồ sang bên cũng được. Tại chứ có AFE á, cứ cho AFE cầm đi. Giờ mà đổi AFE 1 team thiếu đam quá à. Team giấy. Team giấy quá. Khi nào AFE 2 mình mới đổi đồ qua được. AFE 2 là có Morgana các kiểu nữa cơ. Bài này quan trọng nhất là con Kindred, kiếm được con Kindred thì ngon. Mình biết là thiếu tan diệt luôn này. Thì hắc ám giáp kỵ. Không đạo đi ha, đang thiếu tan quá. Không đạo đi, thiếu tan. Đang thiếu tan các bạn ơi. Không đạo đi. Bốn chấm năm ốp tám all in thôi. Garen Hammer level 7 kệ, tôi biết mà. Hai cái thông đạo cũng được này. Nuôi Darius phụ thì phải ra Darius hoặc là đi lượm được Darius thì giờ kiếm ở đâu ra đấy. Này level 7 Darius này, Yasuo ba đồ ngon này. Toàn kiểu gì không? Tầm này còn chưa được kiếm được 4 cung ấy là mình đen vãi lên đây. Đen lắm luôn ấy. Tầm này còn chưa có 4 cung nữa. Thôi, phải lên 8 thôi. Morgana này. Thôi xong round này bỏ hết bài all in roll. Hai quả trứng kìa. Hai quả trứng này. Ê đôi khi hai quả trứng này tí thêm quả trứng to to đó. Đôi khi lên add 3 để add 3 đánh luôn đó nha. Át 3 là để đánh được luôn nha, khỏi đổi. Cung thủ mà gặp sàn đỏ quá, này bọn nó đỏ sớm quá. Bọn nó đỏ sớm quá. Thằng nào cũng mặn hết, mặn sớm ấy chứ, nó không có mặn. Nó không có mặn trễ. Nó quá sớm luôn, sức mặn của chúng nó đến sớm quá, nó đẩy máu kinh quá. Tầm này chưa có 4 cung yếu quá. Đi lượm được con Kindred cũng ngon. Cái gì mà Garen 2 level 7 luôn rồi này. Mẹ này mới thấy Garen 1 rồi Garen 2 level 7 nữa các bạn này. Làm gì đó tất tân nhặt đồ đâu. Được phát. Neko là ông phải ra 2 Garen chứ ông mới Neko được. Ông có 1 cái Neko là căng cái gì. Má Kindred cũng ngon thôi. Kiến đẹp cũng ngon quá. Nhìn con kiến đẹp đúng thèm luôn mà nhiều nước mắt quá. Lấy cái thìa cái thiết giáp. Lấy cái thìa mày ghét thiết giáp nữa cho nó trâu. Nhìn cũng ngon đấy nhưng phải lấy cái thìa ghét thiết giáp cái. Hy vọng là roll ra đi. Đấy thì là 4 cung luôn này, để còn ghét thiết giáp nữa.
Malik này, Malik 2 này. Này một cái thông đạo Taric đi đã, Morgana lắc. Nautilus thiết giáp. Rồi được rồi, tạm tạm vậy đi. Phải run ra reo nữa, Afe này. Này có reo nữa là binh. Bốn cung là khác liền đấy không? Bốn cung là nó đỡ liền à? Có đam ngay. Từ từ Afe lên 2 mình bán áp, mình đổi đồ Afe đá cái thiết giáp ra. Từ từ. Nhưng mà phải Afe 2 đã. Garen này. Gấu. Thôi. Lulu. Phải Afe 2 đã. Afe lên 2 mình bán áp, mình đổi đồ Afe xong đá thiết giáp ra. Chưa có reo nữa, đốt đen quá. Có khi nào hai quả trứng này nở phát ra át 3 luôn không? Kiếm luôn kim đẹp nó mới ngon. Không có cung săn luôn, có thú tượng này. Thú tượng dây chuyền trục tội đó. Chờ xong đồ đi, xong round này thì mình ghép đồ luôn nhé. Xong round này mình ghép đồ. Xong round này xem nó ra đồ gì mình ghép luôn thể. Ôi kim đèn ngon rồi, binh 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 binh. Binh binh binh. À giờ phải lên chết này. Phải lên chết nhé con Nautilus. Nhét con Nautilus vào. Lulu có xài được không ta? À thú tượng thông đạo nữa. Một cái thú tượng đi. Thôi phải chắc bỏ Lulu ha. Lắc thì kích thiên thần luôn. Thôi bỏ Lulu đi. Moana thì kích cái ma sứ. Không bỏ được. Thông đạo hay là dây chuyền trục tội cho con này luôn. Nó tan ngon ta. Dây chuyền trục tội cho con này luôn tan ngon này. Dây chuyền trục tội cho con này nữa là tan bao ngon luôn.
Còn sợ đam AOE thì cho ad dây chuyền. Mà sợ đam AOE thì cho có mấy cái con này dây chuyền chuộc tội này. Sợ đam AOE thì cho con này dây chuyền chuộc tội này. Để cho con Afe khỏi chết. Sợ đam AOE thì cho con này dây chuyền này. Nó búp cho con, nó đứng cùng con này, nó búp cho con này. Rồi thí dụ mà mực kẻ vô ấy, hay là mấy cái con hammer bắn vô ấy, nó không đau. Đưa con Varus lên một ô nhá. Mình đưa con Varus lên một ô đi. Đưa con Varus lên một ô, đưa kia đẹp xuống đây đứng. Để cho đứng đây nó búp cho cả áp lẫn mấy con này luôn. Con này dây chuyền chuộc tội thì thứ nhất là nó trâu, thứ hai là nó búp cho con Afe được. Con Afe không bị sốc chết, chứ có 900 máu à. Con mực nó kẻ một đường chết ấy. Jacke kìa. Jacke ngon quá. Thiếu tốc đánh này. Jacke ngon quá nên mình sẽ lấy cái giáp tinh thần thôi. Như vậy nè. Đó, như vậy là búp được cho cả mấy con này luôn. Không, add ở đây đi. Khi đẹp qua đây đứng là búp cả team luôn. Con này búp siêu con này luôn. Ngon. Rồi. Vãi cái đỏ, trận này kêu đỏ, lại trận này kêu đỏ rồi, lại đỏ thôi. Các bạn ơi, chúng nó lại kêu tôi đỏ thôi. Ừ thì đỏ, đỏ lắm, trận này đỏ vãi lên, đỏ được chưa? Đỏ vãi. Đấy, cái dây chuyền chuộc tội bây giờ phát huy tác dụng này, búp cho con này đi, không cho nó trưởng chết. Đó, búp giảm đam AOE là được. Giảm đam AOE chuyển nó có thấm đâu. Ui, hai cắt ma 2 luôn, ông này gần cắt ma 3 rồi. Nhưng mà ông đi rồi. Đi luôn. Thằng này 6 suy vong 4 ẩn luôn này. Ui sao lại 6 suy vong 4 ẩn level 8 được hay vậy? Hai đồ suy vong à? À một đồ suy vong. 6 suy vong 4 ẩn. Mẹ không có tan luôn. Hèn gì nó gặp mình nó thua là đúng rồi. Rồi, reo thú thượng luôn. Gặp mình nó thua là đúng rồi. Đây này, mấy con mực này này, mấy con mực này nó mẹ nó kẻ này. Mấy con mực này nó mẹ nó kẻ mực mấy đây? Ui mẹ mực. Tự mực 3 đã lên. Thích thì mình thủ thêm con ẩn nữa. Thằng Raven mà chết vứt 4 bí ẩn vô. Bỏ thiết giáp ra thôi. Bình. Team này mấy thiết giáp? 2 à? 2 thiết giáp chắc không cần Darius đâu. Từ từ. Bán Lulu mới đủ tiền lên chết nè ba. Mực này kẻ không chết được team mình đâu. Not here, not
Chả cần diệt đâu. The runes decide my path. The runes decide my path. Thủ 4 ẩn đi, thằng này chết là bỏ 4 ẩn vào này. Ê từ từ. À mày đánh bằng đam phép à? Ừ thì đam phép. Mày giỏi, mày dám đánh bằng đam phép à? Bỏ Raven đánh bằng đam phép à? Bỏ Raven đánh bằng đam phép thì tao 4 ẩn với mày luôn. Nó đánh bằng đam phép các bạn ơi. Thằng này đánh bằng đam phép rồi. Nếu mà đam phép thì mình làm 4 ẩn với bạn luôn. Ông này hết tan rồi. Ôi kẻ không mất máu luôn mà. Kẻ không xuống máu luôn mà. Đi gì? Ôi giời ơi dễ vãi lên. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.